Dân kinh tuyên đã tin bà thương con và khóc nhiều lắm. Đường nhanh nhắc quá các bác ạ. Cháu Tuyên xin gửi lời chào đến toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả. Tiếp tục quay trở lại Hoa Cồn Núi nhé. Hôm nay cháu Tuyên đang trên con đường đi thăm bé Tính các bác ạ. Tiếp tục đi thăm hỏi bé Tính, xem tình hình của bé như thế nào. Và thời gian này thì mưa nên là cháu Tuyên cũng muốn thường xuyên về thăm bé hơn và chia sẻ nhiều hơn cho các bác xem về cuộc sống của bé Tính, cũng như là những cái cuộc đời xoay quanh cái không gian sống. Hiện tại thì cháu Tuyên đang có mặt tại nhà chú đây rồi. Đây là nhà chú của bé Tính nha mọi người ơi. Rất là khó khăn khi mà di chuyển đây các bác. Ông đi này, nhìn ông đi này. Đường rất là bẩn nha mọi người ơi. Bẩn cực kỳ luôn mà khó di chuyển lắm. Ông cao tuổi rồi nhưng mà vẫn đi mua đồ, đi mua thức ăn này các bác này. Đấy. Ở trên vùng cao thì nó khó nhiều bề lắm các bác ạ. Khó nhiều thứ lắm ạ. Không chỉ riêng là về cuộc sống đâu. Mà những cái khó khăn như vấn đề di chuyển rồi là tất cả những cái gì liên quan đến ở trên vùng cao thì nó gần như là nó rất là khổ các bác ạ. Hôm nọ thì cháu Tuyên lên thăm bé Tính là quên mất. Phần cuối video thì quên mất tổng hợp khoản quỹ cho các bác nghe. Hôm nay cháu Tuyên lên thì tiện trao quà cho bé Tính thì muốn là tổng hợp cho các bác xem, nghe một chút về cái các khoản tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đến với bé các bác nhé. Rất là mong cô bác anh chị, quý khán giả, tất cả các nhà hảo tâm thì đồng hành cùng với cháu để chia sẻ cũng như là lan tỏa video. Các bác đừng quên ấn chia sẻ video cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho cháu Tuyên nhé. Tiếp thêm những cái động lực để cháu đi làm cũng như là múa hát chí. Cái mầm lòng muốn làm múa. Này, tôi nói chỉ này không có ủng đi này, rất là bẩn này. Này về đến nhà không may ngã một phát thì đúng là xong luôn. Được bẩn lắm các bác ạ. Bây giờ mời các bác cô chú anh chị đồng hành cùng với cháu đi vào nhà chú nha. Không biết là bé Tính hôm nay có ở đây không. Ui, đang làm gì đây? Quét nhà. Sao hôm nay lại đi quét nhà? Mày lần này về thấy nhà bẩn quá, các bác góp ý phải không? Quét đi. Chú đây không quét à? Chào các bác đi đã, xong quét tiếp. Cháu Tính xin chào các ông, các bà, các bác, các chú và các anh chị và anh chị anh Tuyên ạ. Quét đi, quét xong là anh em mình đi một tí nhé.
Vâng. Uống hết nước rồi đấy. Hết rồi. Chú không bơm ạ? À? Chưa bơ đâu. Chú không... Chú bơ. Chú có nhà không tính rồi? Dạ. Chú có ở nhà không? Chú á? Không. Không ở nhà rồi. Đi đâu rồi? Đi ăn cưới. Ăn cưới á? Vâng. À. Chú không ở nhà đâu. Mấy đứa trẻ ở nhà thôi các bác ạ. Quét đi, quét sạch vào đi. Đây này, góc này này. Vâng. Quét sạch, quét được quét thì quét hết đi. Đây là không gian sống và nhà hồi xưa của bé Tính nha các bác nhé. Bố mẹ và anh chị của bé là sinh ra và lớn lên ở đây. Còn bé Tính thì được sinh ra ở đây, tuy nhiên thì lớn lên ở một nơi khác nhé mọi người ạ. Chút nữa thì sẽ chia sẻ để hỏi bé Tính xem là bé có được sống ở đây ngày nào với mẹ không. Và có lẽ là bé thì không nhớ được đâu, bởi vì là khi bé được tròn 1 tuổi thì mẹ mất. Do vậy là có lẽ là để mà nhớ hay là biết về mẹ thì chắc là không. Thì chắc chắn là ở trong cái thời gian ông ở với lại những cái sự tò mò khi mà lớn lên của bé thì chắc chắn là ông cũng sẽ kể những cái câu chuyện liên quan đến bé Tính, về người mẹ hay là về cái ngôi nhà này các bác nhé. Về cái quyền sở hữu ngôi nhà hiện tại bây giờ thì là không phải gia đình bé Tính sở hữu nữa rồi, là gia đình của chú rồi, vì thuộc về chú rồi. Tuy nhiên thì những cái cột như các bác này, nhìn thấy những cái cột như thế này là hiện tại bây giờ đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Nhưng mà tất cả các bộ khung nhà này hiện tại bây giờ những cái cột này không có đỡ rồi. Tại vì là cái nhà hiện tại bây giờ là có một khung sắt đỡ hết toàn bộ cái nhà này thôi. Những cái cột này nó chỉ có ở trong nhà thôi, gần như là không có tác dụng nhiều. Xong chưa? Xong rồi. Ừ. Chưa vào trong kia à? Chưa ạ. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn gì rồi? Cơm. Cơm này. Vâng. Sao chưa vào trong kia? Vì bà chửi. Sao chửi? Vì mấy hôm nay mưa, trơn lắm. Ừ. Em không nhìn được, em đi thẩm dây mổ mà chửi ạ. Thì em ở đây chờ ông về. Chờ ông về đón? Vâng. Thế mà đến mà tối ông không về đón thì làm nào? Tối ông không về đón thì khách đi. Khách đi á? Nhưng mà khách đi chắc chắn là bà lại chửi. Ừ. Nhưng mà bà chửi bà có đánh không? Bà chửi thôi. Chửi thôi à? Không đánh à? Vâng. Ừ. Bà không có chửi hôm qua. Vâng. Mưa được mấy hôm rồi đấy? Mưa được 3 hôm rồi. 3 hôm rồi á? Vâng. Thế mưa như thế em có đi học không đấy? Có. Thật không? Hay là hôm đi hôm không? Có. Hôm nào cũng đi à? Vâng. Cố gắng nhá. Học hành thì không được nghỉ nữa nhá. Vâng. Nhớ là không được nghỉ. Cái hôm nọ có mấy hôm bị ốm thì vốn dĩ đã không nghỉ rồi. Đây, camera em di chuyển đi. Rất là tối. Em cố gắng quay được những cái, chọn những cái góc quay nó sáng nhá. Bây giờ ông biết như thế nào mà ông về đón? Ông về đón nhưng mà ông sợ. Ông sợ, ông cũng sợ bà. Vâng. Ông cũng sợ bà, thế thì ai mới không sợ bà? Không biết. Không biết. Chắc chỉ có trời với đất thôi. Chỉ có ông trời mới không sợ bà thôi nhỉ. Vâng. Vài lần cháu Tuyên vào thì trước mặt cháu Tuyên cùng với bé Tính đang đứng như thế này nhá. Bà nhìn thấy bà vẫn chửi bình thường nhé các bác, không nể nang gì đâu. Nên là tội nghiệp là tội nghiệp cho bé thôi. Phải sống cùng với một người bà như thế thì cũng rất là khổ. Rất nhiều cô bác anh chị quý khán giả điện cho Tuyên mà Tuyên ơi, đưa bé Tính về ở cùng cháu đi. Tuyên ơi, đưa bé Tính đi đây đi đó đi. Thì rất khó mọi người nhé. Cháu Tuyên nói một chút cho quý khán giả của chú anh chị hiểu. Về kế hoạch của cháu Tuyên cùng với bé Tính thì nó sẽ có rất nhiều những kế hoạch trong tương lai. Chút nữa thì hai anh em sẽ chia sẻ cho các bác nghe. Đây, Tính lấy ghế về ngồi đây. Thế của em đâu? Trước khi đi mở phần quà này, cháu Tuyên cũng muốn chia sẻ một chút nha các bác nhé. Nếu như các bác, cô chú anh chị, các nhà hảo tâm mà thấy câu chuyện của cháu Tuyên hay và ý nghĩa thì các bác có thể chia sẻ thật nhiều. Đừng quên ấn nút chia sẻ và đăng ký kênh nha các bác nhé, để ủng hộ cho cháu Tuyên và cháu Tuyên sớm
hoàn thành được ước mơ của mình nhá mọi người. Bé Tính có ngồi gần anh một tí nào. Bây giờ có muốn đi với anh không? Không. Sao? Ở đây quên rồi. Đây quên rồi. Nhưng mà ví dụ đi ở với anh thì em có đi không? Ở với anh? Không. Sao? Với ở đây quên rồi. Mày đi ví dụ sau này học xong ở đây thì đi với anh thì có đi không? Học xong. Xong lớp 9 đi. Học xong lớp 9 thì đi học lớp 10. Đi học lớp 10 thì học ở đâu? Ở tổ 6, thị trấn đấy. Tổ 6 làm gì có trường? Thị trấn đấy, ở thị trấn Yên Minh. Thị trấn Yên Minh thì đâu? đi với anh thì em học được rất là nhiều thứ. Học được những cái mà em chưa bao giờ biết. Và đi với anh thì em sẽ không phải lo về tiền để mà đi học. Em suy nghĩ rất đơn giản là đi học là đi học, nhưng mà không phải đâu em ạ. Đi học có rất nhiều thứ để mình lo đấy. Tiền này, tiền học phí này. Không phải như em học ở trên này đâu. Đi xuống dưới kia là em sẽ phải nộp rất nhiều tiền liên quan đến học phí, nhà trọ, nghỉ ngơi. Em không thể đi bộ được nữa. Lúc đấy là em bắt buộc em phải ở lại rồi. Thì dù lại thích hay không thích thì bắt buộc vẫn phải ở với anh. Có lẽ là ở với anh thì cũng có rất là nhiều hạn chế. Tuy nhiên thì anh cũng sẽ cố gắng làm sao để cho em đi học thoải mái nhất và tạo điều kiện cho em đi học một cách tốt nhất. Tuy nhiên thì ngoài những cái sự hỗ trợ của anh ra thì cũng có cũng mong muốn các bác, các cô, các chú cũng phải đồng hành cùng với anh em mình nữa. Thì anh mới có thể hỗ trợ được. Anh có thể giúp em những cái khó khăn, những cái về tinh thần, những cái về liên quan đến công việc, liên quan đến những cái thực tế. Còn về vấn đề tiền thì anh cũng không giúp đỡ được nhiều. Nên là anh cần các nhà hảo tâm, các quý khán giả, các mạnh thường quân, những bác đã yêu quý em thì muốn là các bác theo dõi hành trình cùng với anh em mình thật là xa để em có thể theo học một cách tốt nhất nha. Cố gắng nhé. Về kế hoạch của cháu Tuyên với tất cả gia đình hoàn cảnh khó khăn thì như thế này các bác ạ. Từ xưa đến nay, tất cả các kênh làm thiện nguyện thì bao giờ cũng như thế này. Đi theo một cái lộ trình, một con đường và một lộ trình. Hiện nay cháu Tuyên có một kế hoạch. Tức nghĩa là thay vì mình đi con đường thẳng đó, thì cháu Tuyên đang có một cái kế hoạch rẽ sang một cái ngã rẽ khác. Đó. Đây là một kế hoạch nó khác với mọi người rất nhiều. Nên là cháu Tuyên cũng muốn là chia sẻ cho mọi người và quý khán giả, cô bác, anh chị để xem là các bác có ủng hộ về kế hoạch này của cháu hay không. Và nếu như ủng hộ thì cháu Tuyên cần phải chuẩn bị những gì. Rất cần sự góp ý của các bác. Thứ nhất là cháu Tuyên có thể đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể liên quan đến cái kế hoạch của cháu như sau. Khi mà đi chia sẻ các hoàn cảnh gia đình khó khăn thì thường sẽ là theo một cái lộ trình như thế này. Đi chia sẻ, đi kêu gọi, sau đó lại xây nhà và để lại cái căn nhà cho các em. Sau đó là lại đi tiếp tục như vậy. Cái hoàn cảnh nào cũng lập đi lập lại. Một cái quá trình nó lập lại rất là nhiều lần. Và nó không có sự thay đổi. Cháu Tuyên nhận thấy là trong quá trình đó đi thì mình chỉ thay đổi được về cái góc độ trong cuộc sống thôi. Có thể là giúp cho họ có một căn nhà. Tuy nhiên thì nói chia sẻ cháu cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Trên tất cả các thước phim và trên tất cả các hoàn cảnh. Cái nhà mình không thể mài ra ăn được. Cho nên là cháu Tuyên có một kế hoạch như thế này. Nó khác hơn một chút. Đó là thay vì đi xây nhà cho các bạn thì mình sẽ trao dồi cho các bạn những cái kiến thức cơ bản, những cái kỹ năng sống hay là những cái cơ bản về kiến thức để bắt đầu một cuộc sống mới. Thay vì giúp đỡ cho các bạn một cái căn nhà hay là một cái gì đó tài sản lớn ở trong bản, trong làng, thì cháu Tuyên sẽ tạo ra những cái công ăn việc làm cho các bạn để các bạn có thể tự tay mình làm lên những căn nhà lung linh ở trên bản thay vì kêu gọi. Có thể là vấn đề kêu gọi thì nó cũng là nhân văn, nó cũng là một cái gì đó rất là tốt. Tuy nhiên thì cháu Thuyên đã làm cái công việc này được hơn 2 năm nay rồi.
Và rất nhiều thời gian đó, trước đó cháu Tuyên cũng đã làm, tuy nhiên thì không có kênh mà cháu Tuyên chỉ làm âm thầm thôi. Do vậy là bây giờ có kênh như thế này rồi, cháu Tuyên cũng muốn là mình cũng muốn phát triển bản thân mình. Mình cũng muốn thay đổi một chút về những cái sự khác biệt. Mình không thể nào lúc nào cũng cứng nhắc với những cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu của mình. Mình phải thay đổi làm sao để kịp thời hòa nhập vào xu thế xã hội và cuộc sống. Và cái nào có lợi cho các em, các bạn, những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình sẽ phải tiến hành làm và phải làm ngay. Kế hoạch của cháu thì nó sẽ khác. Như các bác thấy, tất cả các hoàn cảnh, đặc biệt là những cái bạn trẻ mồ côi ấy, thường các kênh đi chia sẻ, sau đó thì làm nhà xong thì các bạn cũng lại quay lại cuộc sống cũ thôi. Nó khác hơn một chút là cái nhà và có thêm một vài ba bộ quần áo. Nhưng mà nó thực sự chia sẻ với các bác, những cái áo, những cái quần hay là những cái căn nhà đó, nếu mà các bạn không có tư duy, không có một cái gì đó gọi là khác biệt hay là thay đổi, thì 10 năm nữa hay 5 năm nữa, thậm chí là chỉ trong 2 năm nữa thôi, mình quay trở lại thì cuộc sống nó lại quay lại như những ngày đầu tiên thôi. Nó không có gì khác biệt cả. Vẫn luộm thuộm. Vẫn kiểu như là nhà, bước vào nhà thì đầu tiên là cái chậu, cái xô, rồi là quần áo vứt ngổn ngang. 2 năm quay trở lại thì những bộ quần áo mà các bác cho ngay bây giờ thì các bạn thứ nhất là sẽ không còn mặc vừa nữa. Và căn nhà thì nó cũng theo thời gian nó sẽ bắt đầu xuống cấp dần. Mình không có kiến thức, không có kỹ năng, không có bất cứ một cái gì thì không thể nào sửa chữa được. Bắt buộc sẽ phải gọi thợ, mà gọi thợ thì bắt buộc lại phải có tiền. Và lúc đó thì không ai có thể kêu gọi được nữa rồi. Mà có giúp đi chăng nữa thì Mạnh Thường Quân, cái nhà hảo tâm, cũng không muốn giúp đi giúp lại nhiều lần như vậy. Nên cháu Tuyên để ra một cái kế hoạch, cũng như là một cái dự định nó táo bạo và có những cái sự đột phá. Nó sẽ giúp các bạn ấy có những cái tương lai, cũng như là có một cái dự định, có một cái kiến thức, kỹ năng sẵn sàng cho một cuộc sống và phục vụ cho các bạn ấy những cái cơ bản. Cái hợp của cháu như sau. Thứ nhất là cháu muốn ở các nhà hảo tâm, cô chú anh chị, đặc biệt là các Mạnh Thường Quân, những bác mà muốn thật sự giúp đỡ và thật sự muốn đồng hành cùng với kênh Hoa của Núi, nghĩa là kênh của cháu Tuyên ấy, để mà giúp đỡ lâu dài cho các bạn. Và thay vì mình mang cá về cho các bạn thì mình chỉ cần mang cái cần câu vào cho các bạn tự câu cá. Thì cháu Tuyên nghĩ là đặt bất cứ ở đâu thì cũng câu được cá mà thôi. Đúng không ạ? Do vậy là các bác cũng có thể tưởng tượng là khi mình có một ai đó cho một cái gì đấy thì sẵn sàng mình đánh rơi hoặc là mình tiêu dùng xong là nó cũng hết. Nhưng nếu mà cái đó là cái mình tạo ra thì mình sẽ chắt chiu và mình sẽ biết cách để mà sử dụng đúng mục đích. Ví dụ các bác cầm trên tay khoảng 50.000. Tiền đấy là các bác đi làm thuê về. Thì cái 50.000 đó so với cái 50.000 mà các bác nhặt được ngoài đường, có thể là cái tiền đó là của người khác. Tuy nhiên thì cháu đang ví dụ là người khác không có nhận nữa, thì các bác là người nhận số tiền đó. Thì chắc chắn 50.000 đó, ví dụ như các bác đi mua một cái gì đó thì các bác không bị tiếc. Nhưng mà khi mà sử dụng 50.000 của mình tự đi kiếm về thì mình sẽ cân nhắc là mình nên mua những cái gì cần thiết, nó sẽ hợp lý hơn. Và cháu Tuyên muốn là các bạn hiểu được những điều đó. Và không ai khác thì cháu Tuyên là người đồng hành với các bạn và là người dạy dỗ, là người chỉ đạo, là người thay bố mẹ các bạn ấy để chăm sóc các bạn. Những hoàn cảnh gia đình mồ côi ở trên vùng cao rất nhiều, không chỉ có bé Tính, không chỉ có hai anh em mồ côi, không chỉ có những cái bạn mà cháu Tuyên đã chia sẻ, và còn rất nhiều nữa, còn rất nhiều nữa những cái gia đình cần cháu Tuyên giúp đỡ. Do vậy là cháu Tuyên xin được mạo bạn là chia sẻ với kế hoạch của cháu như sau. Nếu như các bác cô chú anh chị có tâm huyết và muốn cùng với cháu Tuyên đi xa để câu chuyện thiện nguyện chúng ta có những câu chuyện nhân văn và có những cái ý nghĩa trong tương lai hơn, thì các bác cố gắng lắng nghe cháu chia sẻ nhé. Những chỗ nào chưa được thì các bác bổ sung cũng như là góp ý cho cháu Tuyên nhé. Thứ nhất là cháu Tuyên muốn từng giai đoạn một. Giai đoạn thứ nhất là muốn kêu gọi
khoản tiền để mà hỗ trợ cháu Tuyên mua quỹ đất để mà xây dựng cái khu vực đất để mà làm cái ngôi nhà tình thương. Nhưng mà thay vì mình đi xây nhà ở các bản làng, từng căn từng nhà một thì sẽ rất nhiều. Do vậy là cháu Tuyên muốn là đưa các bạn về sống ở cái ngôi nhà tình thương đó, thì các bạn sẽ được hưởng những cái gì tốt nhất, và cháu Tuyên sẽ trao chọn những cái gì tốt nhất cho các bạn ấy. Với cái dự định của cháu Tuyên thì diện tích nhà và đất nó sẽ rộng, bởi vì là cháu cần cái khoảng đất để mình canh tác. Thay vì phụ thuộc vào quá nhiều những cái khoản hỗ trợ của các bác, thì cháu Tuyên muốn là các bạn vừa sống và vừa làm việc, vừa lao động và tạo ra của cải cho chính cuộc sống của mình. Thí dụ là mình có thể trồng một luống rau, hai luống rau thì mình có thể ăn. Hoặc là nếu đi xa hơn nữa thì mình có thể trồng những cái sản phẩm mang giá trị kinh tế cao, hoặc là có thể tạo ra những cái sản phẩm mà bán cho các bác, các cô, chú chẳng hạn. Nếu như cô bác anh chị quan tâm thì có thể ủng hộ các cháu. Thì cái số tiền này thì sẽ như sau. Thí dụ mình làm ra một sản phẩm bán thì chắc chắn là cháu Thuyên sẽ làm khi mà có ngôi nhà tình thương rồi. Nhưng cái kế hoạch của cháu thì và những cái dự định trong tương lai thì nó sẽ tương ứng là như vậy. Khi mà mình làm được nhà, có ngôi nhà tình thương rồi thì sẽ có công ăn việc làm cho các bạn ấy ở trong đấy. Thứ nhất là tạo những cái thói quen và tạo ra những cái công việc làm để các bạn ấy làm quen dần với cuộc sống tự lập. Do vậy là những cái công việc đó nó sẽ không nặng. Tuy nhiên thì vừa tạo ra của cải, vừa tạo ra công ăn việc làm cho các bạn và vừa có thể lao động cho khỏe người. Thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và cái lúc lao động thì cũng là cái lúc để mình có thể tâm sự, cũng như là chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, chia sẻ về những cái buổi đi học, chia sẻ về những góc nhỏ nhỏ thôi của cuộc đời thôi. Cũng là cái lúc mà mình gắn kết lại tình cảm giữa các bạn với nhau. Bởi vì là khi mà mình làm lên một ngôi nhà tình thương thì sẽ rất nhiều bạn và rất nhiều nơi để về sống chung. Đấy. Do vậy là kế hoạch của cháu là như vậy. Cái đất thì cháu không giới hạn, vì tùy vào cái tài chính của cháu. Dự kiến là sẽ trong khoảng năm 2024 thì sẽ cố gắng làm sao để các nhà hảo tâm của chú anh chị, các mạnh thường quân có thể hỗ trợ cho cháu Tuyên hoàn thiện được cái giai đoạn 1, tức nghĩa là giai đoạn kêu gọi đất để mua đất đấy các bạn ạ. Bắt buộc phải mua, bởi vì là đất thì ở khu vực thị trấn thì mình có thể mua xa hơn đường hoặc là những nơi nó có thể rộng hơn. Đó. Thì sau khi mua đất rồi thì mình sẽ tiến hành làm tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan. Bởi vì ngôi nhà tình thương của cháu Tuyên thì cháu muốn là cháu sẽ phải làm thủ tục pháp lý đàng hoàng đầy đủ. Khi mình làm, mình hoạt động thì mình sẽ không có bất cứ một cái gì liên quan đến vấn đề pháp lý hay là pháp luật. Đấy, cháu Tuyên muốn làm một cách rõ ràng và minh bạch. Có thể là gạo hay là thức ăn khác thì khi mà mình có ngôi nhà tình thương và có các bạn sinh sống rồi thì gạo thì các bác có thể hỗ trợ thông qua những cái thư phim của cháu. Còn về rau xanh, về những cái thức ăn thì mình có thể tạo ra từ chính cái mảnh đất đó, tạo ra của cải. Tạo ra sản phẩm để bán cho các bác. Sau đó thì chính cái số tiền mà tạo ra, bán đó thì mình sẽ làm một cái quỹ. Khi mà về bé tính chẳng hạn, nếu mà ở với anh trong ngôi nhà tình thương đó thì em muốn học xong 12, em không muốn đi học thêm nữa, hoặc là em muốn đi học thêm nữa, thì anh hoặc là các bạn, tất cả các bạn sẽ họp lại. Sau đó mình sẽ thống nhất là hỗ trợ cho em đi học trước, hoặc là nếu như em không muốn đi học lên cao hơn nữa, em muốn đi học nghề thì anh sẽ sử dụng cái kênh này của anh để mà kết nối với quý khán giả, cô bác anh chị khắp mọi miền đất nước, thậm chí là tất cả cô bác ở nước ngoài nữa, có thể hỗ trợ cho mơ ước của em. Ví dụ là em muốn đi học nghề chẳng hạn, đúng không? Thì các bác sẽ tạo điều kiện. Lúc đó thì cái kiến thức cơ bản và kỹ năng sống độc lập của em có rồi, đúng không? Đúng. Tự lập của em đã giỏi rồi thì không có cái gì khó cả. Lúc đó em đi đâu em cũng sống được, không gì phải lo cả. Đấy. Khi mà em đi làm được, em có công ăn việc làm rồi thì anh nghĩ là một cái nhà, một mảnh đất hay là một cái gì đó để tạo ra của cải thì anh nghĩ rất đơn giản thôi. Cũng như anh bây giờ này, có những kỹ năng đó rồi mình đi kiếm tiền, mình có thể tự lập cho cuộc sống của mình. Như thế nó sẽ tuyệt vời hơn. Đúng không? Hợp lý không? Hợp. Bây giờ xây nhà cho em thì anh không thể nào ngày nào anh cũng lên dạy em từng ngày một. Rất khó, bởi vì anh còn rất nhiều những bạn khác nữa và còn ở rất xa nữa.
anh đi thì anh cần có thời gian để di chuyển. Đấy, các bác cố gắng hiểu cho Tuyên nhé. Cái câu chuyện này thì nó sẽ không giới hạn về cái diện tích đất, tùy thuộc vào cái tài chính của mình. Cũng như căn nhà cũng vậy, nó sẽ không giới hạn về cái diện tích mà cái chiều cao. Nhưng mình làm sao để cho nó phù hợp, phát triển theo từng giai đoạn và phát triển theo từng ngày. Cháu Tuyên cũng không ồ ạt đầu tư một kiểu, sau đó là bỏ lại đấy một cái quá trình mình đã xây dựng lên một cơ ngơi. Cháu Tuyên muốn là trong tất cả các cái quá trình đi của cháu thì đều có những cái dấu chân, đều có những cái sự góp ý tinh tế của Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm. Về liên quan đến vấn đề mua đất hay là liên quan đến vấn đề mà sử dụng làm căn nhà chẳng hạn, thì cháu Tuyên vẫn sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, cô chú anh chị đồng hành cùng với cháu để làm sao mà trong quá trình mình làm thì các bác góp ý thay đổi như thế nào cho nó phù hợp. Và đặc biệt là cái vấn đề giấy tờ liên quan thì cháu Tuyên cần có những cái cơ sở, có những cái quỹ đất để mà mình xin giấy phép hoạt động và xin những cái giấy phép khi mà mình muốn đưa bé Tính đi chẳng hạn, thì khi mà xin giấy để chuyển khẩu với các bác thì bắt buộc cháu Tuyên phải có giấy tờ thì mới chuyển được bé Tính đi. Và sau khi chuyển bé Tính đi rồi thì người ta sẽ xác nhận là bé Tính đang sinh sống ở đâu và đang ở cùng với ai, ai là người đảm bảo cho cái cuộc sống đó. Thì khi đó họ xác nhận được rồi thì bé sẽ được học ở tại cái khu vực địa phương đó. Đấy, được theo học và được học, được hưởng những cái gì cần thiết. Cháu Tuyên muốn là khi mà đưa các bé đi thì mình sẽ không phải lén la lén lút và không phải là lo đi tìm rồi lo đi xin người này người kia để mà hưởng chế độ. Bởi vì thường các bạn mồ côi thì sẽ được hưởng những cái chế độ phụ cấp liên quan đến công việc học và sinh hoạt nữa. Rất là nhiều thứ được hưởng. Tuy nhiên thì cần phải nhận định rõ là mình sẽ phải chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ đó. Những cái giấy tờ cần thiết mình phải có hết. Thì khi người ta cần cái là mình có luôn thì sẽ rất dễ dàng. Cháu Tuyên muốn là như vậy. Làm một cách quang minh chính đại và làm một cách minh bạch rõ ràng. Tất cả các khoản hỗ trợ các bác thì đều được cháu Tuyên thông qua và được cháu Tuyên xin ý kiến của các nhà hảo tâm và đặc biệt là các bác gửi tiền. Đấy. Như vậy thì để mà đi xa, để mà đi lâu thì nó sẽ an toàn hơn. Các bác thấy như thế nào về câu chuyện của cháu Tuyên? Các bác để lại comment ở phần bên dưới video nhé. Cháu Tuyên sẽ lắng nghe cũng như là tìm hiểu thêm xem là. Và các bác nếu như biết về cái cơ sở hoạt động ở nơi khác đã có như vậy rồi, hoặc là những người chùa mà người ta đã hoạt động kiểu như vậy, thì các bác có thể góp ý cho cháu Tuyên và gọi điện trực tiếp cho cháu Tuyên thông qua số điện thoại bên dưới màn hình. Các bác gọi điện trực tiếp và tư vấn trực tiếp cho cháu Tuyên cần làm những cái thủ tục giấy tờ gì. Cái đó thì cháu Tuyên chưa tìm hiểu kỹ và cũng chỉ tìm hiểu sơ qua một chút thôi. Tuy nhiên thì cháu Tuyên muốn làm một cách quang minh chính đại như cháu đã nói trước, nên là các bác góp ý cho cháu. Từ bây giờ trở đi cháu Tuyên sẽ bắt đầu lên kế hoạch và bắt đầu nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mỗi người chung tay giúp đỡ một chút. Các bác không giúp đỡ được tiền thì các bác có thể hỗ trợ cháu Tuyên chia sẻ video của cháu, chia sẻ, ấn vào nút kia chia sẻ bên dưới video, ấn thật nhiều và nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cháu Tuyên. Mỗi một lượt chia sẻ của các bác thì là một trong những cơ hội để cháu Tuyên tiếp cận với những cái Mạnh Thường Quân và những cái nhà hảo tâm có thể hỗ trợ được cho cháu Tuyên, các bác nhé. Rất là cảm ơn các bác rất nhiều về những cái sự hỗ trợ cũng như là góp ý. Kế hoạch này thì cháu Tuyên đang chuẩn bị lên một cái mô típ bằng văn bản và bằng giấy tờ đàng hoàng. Cháu Tuyên lên kế hoạch cho từng giai đoạn và giai đoạn đó bao gồm những gì, cháu Tuyên lên kế hoạch hết. Và những cái giai đoạn đó thì cần bao nhiêu tiền, cháu Tuyên sẽ lên kế hoạch hoàn toàn. Nếu như cô bác anh chị, các nhà hảo tâm nào mà hỗ trợ mà cần có bản kế hoạch của cháu Tuyên sẽ cung cấp cho các bác. Đấy, theo cho từng giai đoạn, từng kế hoạch và từng khoản chi tiêu một cần đến. Có thể là nó sẽ không chính xác đâu. Ví dụ mình lên kế hoạch là một ngôi nhà nó khoảng 100 triệu thì có thể trong lúc tiến hành thì nó sẽ vượt hoặc nó sẽ kém hơn. Cái đó thì mình chưa làm. Nó phụ thuộc vào cái kinh tế cũng như là vật liệu của thời điểm đó mình mua nữa. Nên rất khó các bác nhá, không có con số nào cụ thể chính xác đâu. Nên là các bác, các cô, các chú nếu mà có sự hỗ trợ thì cháu Tuyên sẽ ngay lập tức lên kế hoạch. Rồi là ngay lập tức sẽ có những sự thông tin rõ ràng đến các bác. Cháu Tuyên cũng muốn lắng nghe ý kiến của các bác về câu chuyện của cháu như thế nào.
Các bác để lại comment nhé. Cháu Tuyên sẽ cùng với các bé đồng hành với nhau, đi với nhau thật dài. Căn nhà đó cũng là căn nhà chung của tất cả các em. Trong đó có anh. Anh sẽ là người điều hành và là người bảo ban thay cha thay mẹ của các em, để mà bảo ban dạy dỗ các em làm sao để các em vừa học vừa thoải mái trong vấn đề sinh sống nữa. Được không? Được. Có lẽ là nếu mà đi ở với anh thì cũng hơi khó nhỉ. Vâng. Bởi vì là các em thì cuộc sống của các em và những cái sinh hoạt thói quen của các em nó không phù hợp với cuộc sống của anh. Và anh thì trong nhà của anh cũng có vợ anh nữa và có các em nữa. Đúng không? Đúng. Thì khi mà đi với ở với anh thì các em cũng sẽ có những cái sự nó gọi là không thoải mái. Nhưng khi mình đã làm được cái ngôi nhà tình thương đó thì nó là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Thì mình sống cũng sẽ thoải mái hơn, đúng không? Mình thoải mái thỏa sức để mình sáng tạo, thỏa sức để mình học tập, thỏa sức để mình giao lưu, thỏa sức để mình có thể làm những gì mình thích. Đúng không? Ừ. Nhưng mà nó sẽ trong giới hạn, anh sẽ không bao giờ dạy các em những thứ không cần thiết. Và những cái cơ bản về cuộc sống thì chắc chắn là anh sẽ cố gắng để cho các em hiểu được nhé. Ừ. Tạm thời là cho Tuyên chia sẻ như vậy thôi. Có lẽ là cô chú anh chị và quý khán giả cũng đã hiểu phần nào. Trong cái kế hoạch của cháu Tuyên thì có rất nhiều những sự thiếu sót, nên các bác cô chú anh chị xem mà cảm thấy có ý nghĩa thì các bác nghiêm túc cùng với cháu Tuyên để lên kế hoạch và xây dựng cho từng giai đoạn. Các bác có thể lên mô típ demo cho cháu Tuyên một cái kế hoạch cụ thể bằng văn bản, hoặc là bằng những cái sự sắp đặt tiêu chuẩn của một cơ sở được dựng lên như vậy. Các bác gửi cho cháu Tuyên hoặc là tư vấn trực tiếp cho cháu để xem là cần chuẩn bị những gì và những gì cần thiết để mình có thể tiến hành trước. Cháu Tuyên thì cái câu chuyện thiện nguyện thì cháu Tuyên cũng thấy khá là nhiều, bởi vì là khi mình đi chia sẻ trong thôn, trong bản thì có rất nhiều những cái sự bất cập liên quan đến thủ tục hành chính và liên quan con người sinh sống nữa. Do vậy là và những cái thước phim của mình chia sẻ thì có thể là nó ảnh hưởng đến một số tổ chức cá nhân. Do vậy là cháu Tuyên muốn là làm một ngôi nhà tình thương thì mình sẽ đưa các em về đó thoải mái để mình có thể chia sẻ tâm sự với các em nhiều hơn và tạo điều kiện cho các em đi học. Các em sống ở tập trung một nơi thì cháu Tuyên dễ dạy dỗ và bảo ban hơn. Có thể là mình sẽ giúp không chỉ những cái bạn cơ nhỡ, mình sẽ giúp tất cả những người cần sự giúp đỡ của mình thông qua sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và thông qua những cái cơ sở để mình có thể dựa vào đó làm một câu chuyện thiện nguyện đúng nghĩa và dạy dỗ các em một cách đàng hoàng và nên người. Hôm nay thì cháu Tuyên lên có mang thêm phần quà của bà Phí Thị Hạ. Phí Thị Hạ, đồ gửi thiện nguyện. Bà có gửi ghi đây là cho cháu Tính này. Nghe chưa? Nghe. Bà gì? Bà Duy Thị Hạ. Không phải. Phí. Phí. Thị Hạ. Hạ. Ừ. Phí Thị Hạ. Phí Thị Hạ. Ừ. Tính vừa nghe thấy anh chia sẻ cái gì không? Có. Có thấy hợp lý không? Có. Thích không? Thích. Ừ. Sau này em lớn lên, ví dụ là em là người đầu tiên có thể là may mắn được vào cái ngôi nhà tình thương đó chẳng hạn, thì sau này lớn lên ví dụ em không muốn đi học thêm nữa, hoặc là em thấy cái câu chuyện của anh làm ở đó và cái ngôi nhà đó em không muốn rời, thì em có thể ở lại cùng với anh. Đúng không? Ở lại cùng với anh để mà chia sẻ cũng như là giúp đỡ các em khó khăn nữa. Đúng không? Đúng. Cùng với anh, bởi vì bé Tính thì cháu Tuyên biết là bé rất là ngoan các bác ạ. Rất là ngoan và rất là hiền nữa. Dạy bé Tính thì dễ hơn với các bạn khác. Bởi vì bé sẵn sàng lắng nghe và bé hiểu được mình nói gì. Do vậy là để mà trong quá trình tiến hành hay là chia sẻ thì cháu Tuyên nghĩ là bé Tính là một trong những cái gương mặt tiêu biểu đấy, để mà có thể đi lâu đi dài hơn đấy.
Và ví dụ như các bác, các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước, các bác muốn về thăm thì thay vì là đi tận bản, tận làng để thăm các bạn rất là xa và rất là khổ, thì các bác chỉ cần về đến ngôi nhà tình thương đó thôi. Thế nên là các bác có thể có chỗ ở lại để tận tay chăm sóc các em, không phải di chuyển cho mệt nữa, mà các bác ở đấy các bác chăm sóc các em theo sự mong muốn của các bác chẳng hạn thế. Đó cũng là một điều rất là tuyệt vời các bác ạ. Hôm nay thì cháu Tuyên mang phần quà của bà Phí Thị Hạ đến với bé Tính. Nào, em thử mở xem đây là cái gì. Sao to thế? Mở ra xem nào. Mở hết đi, mở hết ra xem là cái gì. Ở đây còn nhiều nữa các bạn ạ. Hình như cắt cẩn thận nhé, cắt vào trong là nó đứt, đứt hỏng hàng ở trong nữa. Cẩn thận nhé. Đấy, nhưng món quà các bác cũng là vậy thôi. Khi mà các bác đem đến cho các bạn thì cháu Tuyên chỉ biết trao thôi nhé, còn sử dụng như thế nào là tùy vào các bạn ấy, đúng không ạ? Ví dụ như các bác hai người gửi cùng một món quà chẳng hạn, hoặc là hai người gửi cùng trùng một cái món quà, ví dụ như là một cái chăn nhưng mà rất nhiều người gửi, thì có thể là bé Tính mang về thì dùng không hết, thì vấn đề đấy nó sẽ hỏng đi, rất là phí. Nhưng mà nếu mà có ngôi nhà tình thương thì khi các bé vào thì các bác chỉ cần cho thôi. Ví dụ cho nhiều thì có thể mình lại chia sẻ tiếp cho những cái hoàn cảnh về sau đó. Nó sẽ không bị lãng phí, và thậm chí có những món quà các bác trao đến cho các em ấy, thậm chí là các em không biết sử dụng như thế nào. Rất là khó các bác ạ. Có thể là nó không phù hợp với cái cuộc sống của các em ở trên vùng cao. Mở đi. Ui, bọc ký thế. Không biết là cái gì bọc ký vậy ta. Ui, đây là cái gì nhỉ? Là cái gì mà sao lại bọc kiểu này nhỉ? Tính xem là cái gì. Cái này. Cái này không biết là cái gì đâu Tính ạ. Anh cũng không biết luôn á. Này em cắt à? Vậy ạ. Phải không? À, cái này nó bị rách sẵn rồi. Ồ, không biết là cái gì các bác. Cái này không biết để làm gì đây. Nặng thế. Nặng thế nhỉ? Đấy, ví dụ như món quà này thì mình không biết là cái gì, mà các em mang vào thì cũng chả biết sử dụng như thế nào. Rất là cứng. Thôi rồi, tạm thời mình để riêng nữa. Hôm nào bà gọi thì mình sẽ sao? Em để tạm ở kia đi. Lại nữa hả? Cũng là cái đấy thôi. Mà cái này để làm gì? Không thấy ghi ở đây là cái gì. Đây, cho vào kia đi. Ở đây thì có một cái thớt này các bác này. Này, cầm đi. Có một cái thớt này. Đây. Và có một cái áo mưa. Áo mưa này, áo mưa to ấy. Hôm nọ bộ áo mưa còn không? Còn. Vẫn dùng chứ? Vâng. Cái này áo mưa đi xe máy thôi. Này này, áo mưa này, áo mưa chùm mình đi xe máy ấy. Rồi cứ để đây, tạm thời để đây đã. Hôm nào đi xe máy cùng với anh thì mới đi chứ còn. Em đi một mình thì đi làm chi, đúng không? Đúng. Xem tờ giấy nấu, nếu anh đưa cho em đâu rồi. Mở ra xem nào. Xem bà bảo cái gì. Tính ơi, nào, bà ơi. Không được đọc tự do như thế. Vâng. Muốn làm một việc gì đó, muốn sử dụng một cái gì đó, mình phải làm gì? Phải xin phép, đúng không ạ? Được sự cho phép của mọi người, được sự cho phép của những người đã gửi thì mình mới được. Vâng.
thông tin nhé. Vâng. Cháu Tính xin phép được đọc lá thư của bà Phí Thị Hạ. Tính ơi, bà ở Hải Phòng. Năm nay bà đã 80 tuổi rồi, sức khỏe thiền yếu, bà không có lương hương nên bà không có gì cho con. Bà xem đình chữa gì được. Bà xem kinh tuyên đã tin bà thương con và khóc nhiều lắm. Bà có tấm bạc này gửi cho con nhé. Trốn hợp cho đi đỡ lạnh và có cái tốt cho con dùng cùng bộ áo mưa. Bà cần cầu trời Phật phù hộ cho con học giỏi và khỏe mạnh. Bà giúp cháu chúc. Tuyên bà chúc cháu Tuyên mình hạnh phúc và giúp đỡ nhiều nhé. Bà phục cháu lắm. Chào anh em. Bà Hạ. Vì chữ của bà viết nó cũng hơi này kia một tí. Chữ thì có lẽ các bác rồi, bà thì năm nay 80 tuổi rồi mà vẫn viết được chữ thì rất là tuyệt vời rồi. Nên là để mà viết được chữ thì có những chữ nó có lẽ là nó hơi khó dịch một tí. Nên là cháu Tuyên xin phép đọc lại cái lá thư của bà nhé mọi người. Tính ơi, bà ở Hải Phòng, năm nay bà đã 80 tuổi rồi. Sức khỏe bà thì yếu, bà không có lương hưu nên bà không có gì cho con cả. Bà xem kênh Tuyên đưa tin, bà thương con và khóc nhiều lắm. Bà có tấm bạt này gửi cho con che những cái chỗ hở cho đỡ lạnh và có cái thớt cho cháu dùng cùng với bộ áo mưa. Bà cầu trời Phật phù hộ cho con học giỏi và khỏe mạnh. Bà chúc cháu Tuyên mạnh khỏe và hạnh phúc. Giúp đời, giúp người, bà phục cháu lắm. Chào hai anh em, bà Hạ. Thấy thế nào? Thấy thế nào? Rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người đang đặt kỳ vọng vào em. Nha. Thứ nhất là bản thân em được các bác các mạnh thường quân rất là yêu quý. Yêu quý không phải là yêu quý về góc độ như thế nào, mà là yêu quý về cái sự trải nghiệm khó khăn của em từ nhỏ đến lớn. Và yêu quý những cái con người của em và sự thật thà của con người của em. Đừng làm các bác thất vọng. Nhá, đừng làm các bác thất vọng, nhớ chưa? Vâng. Cố gắng gì? Cố gắng học thật giỏi. Ừ, nghe lời. Nghe lời thầy cô. Ừ. Và nghe lời anh. Ừ. Cố gắng nhá. Nói là phải làm được. Học không chỉ cho mình và học cho chính cái cuộc sống tương lai của mình. Và ngoài ra thì để không phụ lòng mong mỏi của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các ông các bà đang trông chờ vào em rất nhiều, kỳ vọng vào em rất nhiều nhá. Anh cũng vậy. Anh cũng đang kỳ vọng vào em rất là nhiều đấy Tính ạ. Anh mong rằng là em sẽ hiểu được câu chuyện và hiểu được là anh đang muốn giúp đỡ em lớn như thế nào. Em hiểu không? Hiểu.
từ lúc gặp em thì tại sao anh lại giúp bé Khánh trước, thì em có buồn không? Không. Nói chung là sẽ có một chút mùi lòng, tuy nhiên thì làm sao anh lại giúp bé Khánh trước để làm nhà ấy? Không phải là anh không muốn làm nhà cho em hiểu không? Hiểu. Sẽ có một ngày nào đó anh sẽ làm nhà cho em, tuy nhiên thì anh muốn em là một con người hình mẫu để cho anh tiếp tục đi giúp đỡ những hoàn cảnh khác, và cho quý khán giả, cô chú anh chị hiểu được là anh mong muốn như thế nào đối với các em, và đi xa hơn nữa với các em như thế nào. Và tại sao anh lại đưa ra kế hoạch sau khi mà chia sẻ hoàn cảnh của em, đúng không? Hiểu. Kế hoạch mà anh vừa chia sẻ trước đó đấy, thì em và anh và tất cả mọi người sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch đó cho thành công, mà mình sẽ là một trong những người đi tiên phong, đứng lên để mà hỗ trợ những người có hoàn cảnh như em có cơ hội để được đi học và có cơ hội để được tiếp cận với những cái văn hóa xã hội, cũng như là những cái cơ hội để vươn mình ra với xã hội bên ngoài, để thử sức mình với những cái cuộc sống bộn bề và khó khăn trong trước mắt. Càng ngày kinh tế càng phát triển thì những người có hoàn cảnh khó khăn thì càng ít cơ hội phát triển bản thân và ít cơ hội hơn để mà hỗ trợ. Do vậy là cháu Tuyên muốn là một cái kế hoạch lâu dài và một kế hoạch hoàn hảo, thì là một kế hoạch đi trước thời đại để mình nắm bắt cơ hội và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cho các em. Hôm nay thì cháu Tuyên lời đầu tiên cũng xin gửi lời cảm ơn bà Hạ rất nhiều đã gửi những cái tấm bạt cho bé Tính. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ phòng ngủ của bé Tính đã ok rồi, cháu Tuyên đã gần như là lo hết toàn bộ rồi. Thì trước mắt là như vậy, còn cái bạt thì có thể là để sau này bé dùng thì dùng, không dùng thì vẫn cứ để đấy. Nên là cháu Tuyên cũng cảm ơn bà. Bà tuy là cao tuổi rồi nhưng mà bà vẫn cố gắng hỗ trợ cho bé Tính, thì cháu Tuyên cảm thấy rất là tuyệt vời và rất là biết ơn với những cô bác anh chị nhà hảo tâm và những quý khán giả đã đồng hành cùng với cháu Tuyên. Cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã lắng nghe câu chuyện của cháu. Và một lần nữa cháu Tuyên kêu gọi các nhà hảo tâm, các quý khán giả, cô bác anh chị cùng chia sẻ lan tỏa video của cháu, để video của cháu được nhiều người biết đến và được nhiều người chia sẻ, được nhiều người hỗ trợ nhiều hơn để sớm hoàn thành ước mơ của mình, để sẵn sàng ổn định giúp đỡ cho các hoàn cảnh gia đình khó khăn, theo học con chữ và đổi đời, giúp đỡ các bạn có được cuộc sống tốt hơn. Và Hà Giang sẽ là một trong những điểm đến tốt nhất cho quý vị và cô bác anh chị, để các bác cảm nhận những cái sự hạnh phúc khi mà có những cái vòng tay lớn giúp đỡ cho các em. Bây giờ trước khi kết thúc video thì bé Tính gửi lời cảm ơn bà Hạ nhé. Vâng. Cháu Tính xin chào bà Hạ, và cháu cảm ơn bà rất nhiều, và bà đã giúp cháu. Bà giúp cháu là một cái thốc, một cái áo mưa và hai cái bạc. Cháu cảm ơn bà và cháu chúc bà mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Và em cảm ơn anh Tuyên đã trở vật quà về cho em. Em cảm ơn anh Tuyên rất nhiều. Rồi, ngoan nha. Cố gắng làm gì? Học. Em sẽ cố gắng học thật giỏi. Ừ. Và nghe lời thầy cô. Ừ. Và nghe lời anh. Ừ, rồi, ok, cố gắng nha. Trước khi kết thúc video, cháu Tuyên xin thông tin lại một chút về tất cả các khoản hỗ trợ từ ngày 29 tháng 12 đến nay. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2024. Lời đầu tiên, cháu Tuyên xin gửi lời cảm ơn tới nhà hảo tâm cô chú anh chị là cô giấu tên gửi 600.000. Trong đó thì trừ 100 cho kênh và 500 giúp đỡ bé Tính. Tiếp theo là ngày 31 tháng 12, cô Mai gửi 300.000. Và ngày 1 tháng 1 năm 2024, bà Nguyễn Thị Nhung gửi 500. Trong đó là yêu cầu mua những cái đồ nhu yếu phẩm đấy. Cháu Tuyên nói mua trước đó. Ngày 2 tháng 1, cháu Tuyên có trích ra để mua bàn ghế và thức ăn cho bé Tính. Ngày 2 tháng 1 thì bà Vạc ở Hải Phòng gửi 1.200.000. Trong đó thì 200.000 là hỗ trợ cho kênh đổ xăng. Còn 1 triệu thì hỗ trợ cho bé Tính mua thức ăn, thực phẩm. Ngày 4 tháng 12, bà Thanh gửi 500.000. Ngày 6 tháng 1
anh Nguyễn Văn Khôi gửi 500, ngày 7 tháng 1 bà Tạ Thị Kim Quyên gửi 500, ngày 7 tháng 1 bà Vũ Thị Đường gửi 300, ngày 28 tháng 12 bà Trần Tách ở Canada gửi 8 triệu. Cái này thì bà Trần Tách gửi á, là gửi từ hôm 28 rồi, tuy nhiên thì đến ngày 7 thì cháu Tuyên mới nhận được thông tin phản hồi của bà, nên là cháu Tuyên ghi ngày bà gửi nhưng thông tin thì lại đợt sau các bác nhá. Rất là mong bà thông cảm cho những sự chậm trễ của cháu Tuyên. Tuy nhiên thì sự phản hồi của cô cũng là giúp đỡ cho cháu để minh bạch rõ ràng trong cái câu chuyện thiện nguyện của cháu. Ngày 13 tháng 1 bà ở Ninh Bình gửi 600.000. Đây, trên đây là tổng tất cả các nhà hảo tâm cô chú anh chị đã gửi tiền từ ngày 29 tháng 12 cho đến ngày 13 tháng 1 năm 2023 và 24. Tổng quỹ từ ngày 29 tháng 12 cho đến ngày 13 tháng 1 thì số tiền cháu Tuyên nhận được là 11.500.000 đồng. Và trừ các khoản chi mua thức ăn, đồ dùng, nhu yếu phẩm các loại cho bé tính rồi, là tổng chi trong từ 29 đến 13 tháng 1 thì là hết 3.450.000. Và số tiền từ 29 tháng 12 năm 2023 đến 13 tháng 1 năm 2024 là còn lại là 8.050.000. Thì tổng quỹ từ trước đến giờ cộng lại là 79.405.000 cộng với 8.050.000 bằng 87.450.000 đồng. Đây là tổng số tiền mà hiện tại cháu Tuyên nhận vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Và trên danh sách trên thì nếu như có thiếu các tên của các nhà hảo tâm cô chú anh chị nào gửi từ ngày 29 tháng 12 đến hết ngày 13 tháng 1 năm 2024 thì các bác liên hệ cho cháu Tuyên để cháu Tuyên tiếp tục bổ sung và thông tin cho các bác vào đợt sau. Rất là cảm ơn cô chú anh chị và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với kênh Hoa của Núi. Cháu Tuyên một lần nữa xin gửi lời cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả. Chúc các bác thật nhiều hạnh phúc, bình an. Và chúc các bác một năm mới gặt được hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi thức phim của cháu Tuyên đến giây phút này. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người. Các bác hiện tại cháu Tuyên về một lô hàng mới là mật ong Bạc Hà. Cháu Tuyên vừa lấy được của bà con và rót lên được mấy chai như thế này. Ngoài ra thì cháu Tuyên để vào đây rất là nhiều này các bác này. Ở trong này đang lọc này. Và đây có mấy sách như thế này này. Rất là nhiều các bác nhé. Các bác mua mật ong về làm thuốc hay là về ngâm hoa đu đủ thì cháu Tuyên có sẵn ở đây các bác nhé. Đấy, có thể là các bác mua về các bác tự ngâm. Cái hoa đu đủ này thì được cháu Tuyên lựa chọn và phơi khô. Cái loại này đã làm sạch sẽ và các bác về chỉ việc đổ ra chai, đổ ra lọ khoảng một tháng là các bác uống được. Rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là ngăn ngừa các cái bệnh liên quan đến ung thư. Và cháu Tuyên hiện tại thì cũng đang phát triển một số món như là chẩm chéo này. Chẩm chéo thì tới này cháu Tuyên sẽ bán cho các bác thêm một sản phẩm nữa, đó là thịt khô gác bếp ấy các bác. Bao gồm là thịt lợn gác bếp, thịt trâu gác bếp. Các bác về thì các bác có thể chế biến theo sở thích món ăn của từng người. Các bác mua thì thịt trâu gác bếp hiện tại bây giờ cháu Tuyên đã có và cháu Tuyên sẽ có những cái thức phim mới nhất gửi cho các bác. Và các bác mua ủng hộ cho cháu Tuyên thì cháu Tuyên sẽ đóng và gửi cho các bác sớm nhất nhé. Hiện tại bây giờ thì nhà cháu Tuyên có mật ong và ngoài ra thì một sản phẩm rất là quen thuộc nữa. Đó là trà mật hồng sâm, một trong những cái sản phẩm được các bác các cô các chú tin dùng rất là nhiều. Đặc biệt là cô chú anh chị đã đi cùng với cháu Tuyên rất là lâu rồi và các cái sản phẩm như thế này thì cháu Tuyên cũng đã bán rất là nhiều và được các bác cô chú tin dùng, rồi là hiệu quả nó đem lại thì cực kỳ tốt các bác ạ. Đặc biệt là các bác nào cao tuổi thì các bác có thể mua về các bác sử dụng để cho giấc ngủ ngon cũng như là để tròn giấc. Đấy, mọi người đã mua và đã sử dụng thì để lại comment nhé, rất là tốt này các bác nhé. Vừa đào thải chất độc trong cơ thể cũng như là làm sạch cái lá gan của mình, nó rất là tốt cho cái việc bị mất ngủ. Ngoài ra thì cháu Tuyên có thêm nữa là măng khô.
măng khô, đây là măng mầm đặc sản vùng cao nhé các bác ơi. Đây là măng mầm nhé. Cô bác anh chị mua về ăn Tết thì các bác có thể sử dụng ngâm và chế biến theo món ăn tùy thích, có thể hầm với xương, tùy thích theo ý của mình nhé. Đấy, những cái sản phẩm như thế này rất là nhiều. Cháu Tuyên tâm đắc nhất là về chè. Hiện tại bây giờ thì cái sản phẩm này có thể sử dụng cho các bác làm quà, biếu hoặc là các bác có thể mua về để phục vụ vào những ngày lễ Tết ấy. Rất là tuyệt vời, bởi vì bao bì hiện cháu Tuyên đóng thì nhìn nó cũng rất là sang và đẹp nữa. Đó, các bác mua sản phẩm nào thì có thể liên hệ cho cháu Tuyên thông qua số điện thoại ở ngay bên dưới video nhé. Cháu Tuyên cảm ơn tất cả cô bác anh chị và quý khán giả. Những đơn hàng của các bác, những sự ủng hộ của các bác tuy là nhỏ thôi nhưng mà nó là niềm động lực cũng như là sự ủng hộ của các bác đối với bản thân cháu cũng như là các em mồ côi ở trên vùng cao.